Ngày 4 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang chính thức công bố quyết định áp dụng mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Dự kiến việc thu phí sẽ thực hiện từ 0 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2022 và kéo dài trong khoảng 14 năm 8 tháng. Theo đó, giá vé đối với ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng thuộc nhóm 1 đi toàn tuyến có mức giá khoảng 103.000 đồng. Ô tô từ 12 đến 30 ghế ngồi, xe tải từ 2 đến dưới 4 tấn thuộc nhóm 2 đi toàn tuyến là khoảng 154.000 đồng. Giá vé cho xe khách từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4 đến dưới 10 tấn thuộc nhóm 3 đi toàn tuyến có mức giá khoảng 180.000 đồng. Giá vé cho xe tải có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet thuộc nhóm 4 đi toàn tuyến có mức giá khoảng 232.000 đồng. Giá vé cho xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet thuộc nhóm 5 đi toàn tuyến gần 335.000 đồng. Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cho biết, các mức giá được căn cứ vào lưu lượng xe lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong những ngày qua và được sự thống nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cùng Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận.